Hồ Bích Trâm được chị chồng cưng chiều giới thiệu chân dung mẹ ông xã. Cô con dâu út Hồ Bích Trâm được lòng bên nhà chồng, live stream phụ giúp bán hàng cho gia đình chồng, khoe mẹ ông xã. Hồ Bích Trâm càng giữ bí mật về đám cưới thì khán giả càng tò mò nữ diễn viên đã có cuộc sống ở nhà chồng ra sao sau khi kết hôn, vì trước đó từng tiết lộ có đến 9 chị chồng. Tuy nhiên, theo hình ảnh mới nhất mà mỹ nhân cung cấp thì là khá sung sướng vì được bên nhà chồng cưng yêu. Mới đây, Hồ Bích Trâm đã có buổi live stream chia sẻ với khán giả về hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên sống tại gia đình nhà chồng ở Gia Lai. Câu chuyện thức khuya dậy sớm làm dâu chắc Bích Trâm không bao giờ phải nặng lòng. Hồ Bích Trâm xuất hiện tại một quán ăn được cho là của nhà chồng với bố chồng và nhiều chị chồng, anh rể, cháu. Nữ diễn viên chia sẻ toàn bộ gia đình, nhà phu quân có khoảng 50 người lớn nhỏ, bao gồm 4 thế hệ. Nữ diễn viên còn cho biết đã lên chức bà Út sau khi cưới. Nữ diễn viên bánh mì ông Mào cho biết nhà chồng khá là hiện đại và nề nếp khi mỗi ngày phải ăn sáng và uống cà phê cùng nhau xong mới đi làm. Trong khi đó, Hồ Bích Trâm trò chuyện với các chị gái cũng vô cùng tự nhiên. Nói về những người chị chồng, Hồ Bích Trâm cho biết tất cả đều rất là dễ thương và dành nhiều tình cảm cho cô con dâu út này. Không chỉ thân thiết, nữ diễn viên còn thường xuyên chọc phá các chị, cho thấy khoảng cách giữa chị chồng em dâu là không tồn tại. Chưa dừng lại ở đó, nhiều chị chồng còn đứng ra làm mẫu để thử sản phẩm cho Hồ Bích Trâm lúc live stream bán hàng, không ngại quảng cáo phụ cho cô em dâu trong công việc. Ngoài ra, người đẹp cũng chính thức giới thiệu chân dung mẹ chồng, cho biết mẹ có làn da đẹp, trẻ trung so với tuổi. Nữ diễn viên cũng hứa sẽ cùng với chị chồng live stream bán hàng phụ mẹ chồng, bởi bà cũng nhập khá nhiều vải và không muốn mẹ bán hàng vất vả. Trong cuộc trò chuyện với khán giả, Hồ Bích Trâm cũng khẳng định cô có nhà chồng rất là vui và luôn nhận được tình yêu thương của mọi người. Bên cạnh đó, Bích Trâm cũng cho biết không chia sẻ nhiều video cưới là vì sợ bị khán giả hiểu lầm và ném đá. Đã về nhà chồng nên Hồ Bích Trâm không muốn ảnh hưởng đến mọi người.